Cái gì dùng cây vợt đè lên miếng tàu hũ non là ra được hình bông hoa sáng tạo như vậy sao ta? Cái này dùng để chiên cũng đẹp mắt nè, cùng tôi làm thử nha. Ủa, anh lấy cái gì vậy? Tàu hũ này để chiên. À, cho em mượn đi để em thí nghiệm cái này một cái. Rồi cái đồ giật đó rồi. Ở trên tủ kìa, báo nữa kìa. Ủa rồi chuẩn bị nấu ăn mà em lấy cái vợt chi vậy? Để thí nghiệm đó trời ơi, cái này nè, bây giờ mình sẽ đi rửa nó nha các bạn ơi. Ôi là trời. Rồi phá cái gì nữa vậy trời? Trời ơi, phải chà cho nó sạch chứ, này dơ mà, đúng không? Lấy một miếng thôi, lấy một miếng được rồi, mình thí nghiệm thôi mà, đó, một miếng này, đó. Ờ, để xem không thành công không, nếu mà không thành công mà tối em có gì để ăn luôn. Thử đi biết. Ủa, nó kỳ vậy? Đâu đại coi. Hả? Nhận ai xuống gì? Ủa, được nè, được nè. Nhận xuống. Ủa, làm gì chi? Chi thành công rồi. Ủa, làm gì chi? Thì để chiên. Gì sao mà chiên? Ờ ha, rồi xong tối nay khỏi ăn cơm luôn rồi. Cái gì nữa, dọn luôn đi. Trời ơi, thiệt chứ tốn mất mớ luôn à.